trôi bình yên thế thôi. Sống vui vầy bên nhau mà cuộc sống đâu được như ước vọng. Đến lúc phải thay đổi, những đứa trẻ giờ sẽ lớn lên, muốn bước đi chẳng muốn mãi bên cha mẹ. Những cánh tay giờ đã quá mệt, giữ chân sống đành phải cố buông nhưng lòng. Trẻ muốn đi ra phải ở lại, sống với nhau nhẫn nại. Trẻ muốn xa ra phải vất vả, nhưng bên nhau cứ thêm đau đầu. Sống cuộc đời giờ hát tay lùi, chuyện cũ mãi vui, cứ đuổi nhau xảy ra không thôi. Sống cuộc đời giờ chiếm gió đông mà vẫn bao dòng, ôi ra mà xảy ra chất chồng. La 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 la, bao nhiêu lâu mới vui bên nhau. La 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 la, bao nhiêu lâu mới thôi âu sầu. Nóng uống mới ngon. Ừ. Với tôi nói cô này nha, cô làm gì làm, nhưng mà cũng phải nhớ chăm sóc sức khỏe nha. Dạ, em cảm ơn chị. Ủa mà bé Lan đâu mà lâu quá không thấy nó vậy chị? Ôi, nó đi qua bên ba của nó rồi. À, vậy hả? Ừ. Vậy thôi, có gì một lát chị ở lại, chị ăn cơm với lại chị em tụi em đi. Chứ chị về nhà ở bển cũng một mình lủi thủi, cũng buồn chết được đó. Nè nha, cái này ăn ké đó nha. Dạ, có gì đâu, thêm một chén cơm, thêm một đôi đũa thôi mà. Cô Lung à. Dạ. Tôi có cái chuyện này nè, tôi muốn hỏi cô, được không? Trời ơi, chị cứ hỏi đi, chứ có gì đâu mà phải đào trước đón sau như vậy. À, cô Lai á, có nghe nói là cổ hẹn hò với lại một cái cậu nào đó. Dạ. Mà mấy tháng nay rồi mà sao không thấy động tĩnh gì trơn vậy cô? Em cũng biết nữa, đúng là mấy tháng nay rồi mà em hỏi thì nó không trả lời gì hết á, cũng không thấy nhúc nhích gì hết, rầu ghê vậy đó. Hay là nó ngại người ta là có một đời vợ rồi, có một đứa con riêng nữa, phải không? Ủa sao chị biết vậy? Cái đó là tại vì tôi nghe cổ tâm sự với lại con của bà Quyền đó. Châu đó hả? Ừ. Dạ không có đâu. Con Lây nhà em á, em biết nó rất là kính già yêu trẻ, cho nên em nghĩ là nó không ngại chuyện đó đâu. Trời đất ơi, tao nói không ngại, nhưng mà tại sao mấy tháng nay không thấy động tĩnh gì hết trơn á chứ? Em cũng không biết tại sao không động tĩnh gì hết á, nhưng mà nhiều khi á, chắc là nó e ngại cái vấn đề gì đó. Có thể là ở bên kia đó, cái bên người yêu của nó có cái gì trục trặc hoặc là không đồng ý nó. Trời đất ơi, ai nói cô không đồng ý? Đồng ý muốn chết luôn đó chứ đâu phải không đồng ý. Tại vì cô Lai á, tao nói cổ vừa đẹp người, cô vừa đẹp nết, tao nói chấm không có sai một miếng nào luôn. Dạ, phải ai mà cô nghĩ như chị vậy á, thì đỡ cho chị em tụi em biết mấy. Hay là có người ta cản không? Dạ ai ạ? Cô đó. Ý, trời đất ơi, em không có bao giờ có cái chuyện đó đâu. Em gái của em á, nó thương ai á thì em gả đó. Rồi nó có làm mẹ kế hay là làm vợ sao đi chăng nữa, miễn là nó chấp nhận, nó vui vẻ, nó hạnh phúc là em ủng hộ, em mừng rồi chị. Vậy hả? Dạ, em nghĩ là chắc bên kia đó họ có một cái suy nghĩ là cái nhà này chỉ có hai chị em à, mà con chị tới từng tuổi đó rồi chưa lấy chồng thì chắc chắn là con em nó có vấn đề. Trời Phật Thánh Thần ơi, ai mà ác miệng ác mồm mà nói cái chuyện vậy. Trời ơi, cô đẹp nè mà cô tốt nết nữa, rồi ai mà chê được, nói cái đó là tôi không ưng rồi đó. Dạ em cảm ơn chị. Em cũng nghĩ là chắc là do duyên nợ hay sao đó. Em cũng vậy nữa, cũng giống như Lây, vô duyên. Trời đất ơi, ai nói cô vô duyên, cô có duyên muốn chết luôn vậy đó. Mà vô dạ. Duyên. Tới. Ủa Châu. Dạ con thấy bác Mai nói đúng nha, cô giáo Lung mới là vừa xinh đẹp nè, vừa có duyên nữa.
duyên gì không biết nữa. Duyên này chắc là duyên soi nước hay sao mà từng tuổi này rồi cũng còn ế. Trời ơi, vô duyên cái gì mà tôi nghe nói nó nghe có ai kia kìa hang cũng hẹn hò dữ lắm, bao nhiêu tháng bao nhiêu năm gì đó rồi cũng đụng đưa hoài chưa tới đâu là đâu hết trơn đó. Dạ cũng cũng chưa tới đâu hết đó, cái dây dưa mãi à. Nhưng mà nói thiệt cô nghe, cô hỏi thẳng ta chưa? Dạ đúng rồi, mình phải hỏi thẳng chứ. Sao mình lại hỏi người ta được? Trời ơi, mình phải hỏi chứ, mình hỏi coi người ta có ưng mình không? Dạ. Hay là không ưng, nặng mình biết mình tính liền. Dạ đúng rồi. Nhưng mà rủi hỏi cái người không được cái quê chết luôn đó. Trời ơi, cứ hỏi đi. Ờ, dạ, vậy thì mình phải hỏi hả? Phải hỏi. Ba. Ăn cam đi ba. Ừ, để đó ba. Ô ba, tự nhiên hôm qua ba kêu con về gấp để nói chuyện với ba. Con về rồi, con hỏi ba chuyện gì ba cũng không kể. Rốt cuộc là chuyện gì ba? Sao bấm nói chuyện qua điện thoại cũng được vậy? Ờ thì bấm nói chuyện trực tiếp với con. Trực tiếp thì con về từ hôm qua tới giờ nè ba vẫn không nói. Ờ thì chuyện gì ba? Ờ, chuyện khó nói quá. Gì cười? Bà khỏi nói. Sao vậy? Con biết rồi. Biết gì? Chuyện anh Dễ, tôi thấy anh quyết định đúng á. Nè, hai ông bà tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Ôi, bao lâu nay rồi, thôi bây giờ tới hồi kết cuộc đi ông ơi. Biết rồi. Nhưng mà tôi thấy hình như là chú có cái gì mà nó lấn cấn chưa thể nói được phải không? Thì đó, nói bước qua tuổi 50 rồi, bây giờ chuẩn bị vô thập lục rồi. Mà giờ tự nhiên nói tới cái chuyện này mắc cỡ muốn chết. Trời ơi ông Dễ ơi, thời đại này là thời đại gì rồi?
yêu nhau là tiến tới luôn. Đúng rồi. Trời ơi, thời đại nào thì cũng vậy à chị ơi. Hiểu không? Hồi xưa giờ người ta nói là ba mẹ đi hỏi cưới cho con, đúng không? Giờ tự nhiên con đi hỏi cưới cho ba. Tôi nói thiệt với chú nha, cô Luân, cô đâu có cần ba cái điều gì mà làm mà lấn cấn gì đâu. Cô chỉ muốn là cần mình ra mặt một cái vậy thôi, chứ có gì đâu. Nè, mà tôi biết tính cô Luân nữa, bả cũng không cần là, nghĩa là mâm cao cổ đầy, lễ lộc này kia nọ. Chủ yếu là bả thương anh thôi. Đúng rồi, cô muốn đó là đó chú ra mặt một cái đi rồi đặng cô lo cho danh chánh ngôn thuận vậy thôi, chứ có gì đâu. Ừ thì cũng biết rồi, nhưng không hiểu sao tôi cứ do dự nghe. Trời ơi ông ơi, khổ ông quá à. Cả cái xóm già háp này, cả cái thế giới này đều biết. Chỉ có hai người là không cho biết thôi. Ủa mọi người biết rồi công khai chi nữa. Trời ơi, người ta biết nhưng mà riêng hai người thì không có cho ai biết. Thì bây giờ làm cho mọi người biết đi. Mặc dù tụi tôi biết, nhưng mà hai người trong cuộc mà không nói cho tụi tôi biết á, thì tụi tôi nó khó chịu làm sao. Đúng rồi. Sao thấy mắc cỡ quá. Trời ơi. Già háp mà còn mắc cỡ. Bây giờ nè, coi vợ chồng tôi nè. Mình ơi. Ơi gì Minh? Mình đẹp cái này đẹp quá à. Trời ơi trời, để cho tôi ngồi đây chứ không thôi tôi đi đó. Kính thưa quý vị, trong cái xóm già háp, những người già nhất bà, hôm nay tôi mời bà. Cho tôi nói đúng không ạ? Gì? Anh bữa nay anh là giống như là nhân vật quan trọng, nhân vật chính. Anh muốn nói chuyện mọi người, anh đâu có đâu ngồi, anh phải đứng chỗ thằng con anh kìa. Trời ơi, đâu bà ơi. Sao? Anh dễ lớn tuổi rồi, cho anh ngồi đi. Đúng rồi. Nó còn trẻ nó đứng được. Tự nhiên mà kêu ổng đứng rồi kêu nhỏ này ngồi có sao được. À tôi đâu có kêu nó ngồi, tôi cũng bị nó đứng, nhưng mà người quan trọng phải đứng lên người ta mới để ý mình là người quan trọng. Thôi dễ đi chị. Thôi mà bỏ qua đi, tôi đi nói lớn tuổi đứng lâu rồi chân cẳng nó phong thấp nó đau nhất rồi. Trời ơi, ngồi nói chuyện lâu chứ không phải nói chuyện 1-2 giây rồi đi về đâu. Rồi được rồi. Rồi. Mệt ghê vậy, tôi đi về bây giờ. Tôi đi về. Tuyệt mật muốn chia sẻ mọi người làm khó quá. Cái gì? Tính tuyệt mật. Vậy chuyện mà tôi hai cho con về tâm sự thôi. Về. Khoan. Chuyện này ba cũng muốn chia sẻ với mọi người. Cần mọi người lắng nghe. Rồi. Đó, tin là như vậy. Tôi muốn chia sẻ với lại mấy người. À. Mấy người này là thân cận của tôi mới nói nghe. Ừ. Chính vì vậy mà tôi sẽ nhờ con tôi nói giùm. Ê, khoan. Anh nói là cái tin tuyệt mật là chuyện bản thân anh muốn nói cho mọi người. Rồi tự nhiên sao anh không nói vậy? Anh kêu thằng con anh nói là sao? Đúng rồi. Trời ơi, tôi nói ra cái này tôi mắc cỡ lắm. Cái gì vậy? Làm như bẽn lẽn như con gái vậy ông? Thật ra thì tôi không có mắc cỡ mà tôi thẹn thùng lắm. Thôi. Thẹn thùng là của con gái. Mình đàn ông mà. Ủa vậy hả? Tôi không thẹn thùng đâu, làm gì có chuyện thẹn thùng. Tôi đàn ông mà. Tôi chỉ ngại ngùng thôi. Ngại ngùng thôi. À thôi vậy tôi hiểu rồi. Cũng mời mọi người tới đây để em chia sẻ. Nhưng mà bây giờ ông ngại ngùng rồi á. Vậy thôi để ông tâm sự với con ông đi ha. Về. Ủa sao nó tới lùi sao đường lộ về vậy? Thì chứ đó. Giờ ông kêu ra đây mà ông cứ thẹn thùng với ông ngại ngùng, biết bao giờ mới nghe được cái chuyện tiệt mặt của ông. Thì con tôi nói rồi. Bà nói đi con. Ê, bà nói với con á, bà quyết tâm lắm mà. Bà đứng lên nói đi bà. Dõng dạc tuyên bố bà. Trời ơi. Ba ngại ngùng lắm, không có được. Trời đất ơi. Rồi bây giờ có nói là không nói thì tụi tôi đi về. Thôi cho con tôi nói đi. Dạ rồi, con xin phép thay mặt ba của con trịnh trọng tuyên bố với mọi người trong cái xóm già háp này. Hôm nay là một ngày gió mát trăng thanh. Ê khoan, xí. Ê, ban ngày chứ phải ban đêm rồi. Trăng thanh con, trăng thanh ở đâu mà chỉ tao coi. Cái này tôi đại diện con tôi xin lỗi. Cái này là tại tôi. Sao? Hôm qua tôi ngồi trong đêm trăng thanh gió mát tôi bàn nó biên tập cái bài phát biểu. Hiểu rồi. Đổi lại con. Đây con đổi lại. Đổi lại. Dạ kính thưa bà con cô bác trong cái xóm già háp này. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Trời. Gió mát trăng thanh. Bảy tầm bả. Hôm nay thanh là một ngày nắng chang chang. Đó, nói đi, ba dặn rồi đó. Hôm nay ngày nắng chang chang nóng nực. Đó, nhưng mà là ngày lành tháng tốt. Cái quan trọng là ngày lành tháng tốt. Dạ. Bữa nay cúng chồng ai hả? Sao phải chọn ngày lành tháng tốt? Trời ơi, ông nói cái gì vậy? Để nghe nói tiếp, ông nói nhảm đó con. Dạ, kính thưa bà con cô bác, hôm nay là một ngày rất hệ trọng. Con xin đại diện cho họ nhà trai. Ê, bà xí. Họ nhà trai đây, rồi họ nhà gái đâu?
mình chỉ hợp mặt với họ nhà trai thôi. À. Còn nhà gái á, nằm trong cái văn bản con sắp nói nè. À vậy đó. Hả? Ừ, dạ. Nó nôn quá. Cái phần tiền sẽ lộn xộn quá, để từ từ con nó nói. Rồi. Nhưng mà không nói là không có còn hệ cộng đâu nghe. Đúng rồi. Nó hệ lụy đó. Dạ dạ dạ, con biết rồi. Nói tới đâu bà? Nhà trai. Ừ. Con xin đại diện cho họ nhà trai là ông Trần Tỷ Dễ, tức là ba của con. Ừ. Đó. Sẽ hẹn hò cùng với cô giáo Lục. Wow. Ngại ngùng quá, ngại ngùng. Ngày lâu lắm rồi. Ngại ngùng. Có biến mọi người ơi, có biến. Nè, thôi, đừng có nói vậy trơn. Cái chuyện nó từ nói. Cái chuyện này tên lúc mình đang hấp dẫn nè, đang cao trào nè, muốn có gì ngồi đó từ nói hay chưa? Đúng rồi. Con gái phải giống tính của ba. Chuyện gì cũng từ. À. Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên mới là bản tính của con gái, hiểu chưa? Bây giờ đang hấp dẫn rồi nè. Chuyện này mới là chuyện hệ trọng. Đang ngại ngùng rồi. Em biết tin gì chưa? Dạ, tin gì? Ba của anh bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ chính thức hẹn hò. Chuyện động trời đó. Dạ, mà hẹn hò với ai vậy? Với cô Lung. Mắc cỡ muốn chết. Động trời chưa? Con nhớ rồi. Cái chuyện mà con sắp nói ra đây nè. Trời ơi, nó còn động đất hơn cái chuyện động trời này nữa. Sao chuyện gì? Là sao? Là con nhiều khi nghe xong là động thổ luôn đó. Là sao? Cái vụ gì? Thì cái chuyện là cô giáo Lung á. Ừ sao? Mất tiêu rồi. Cái gì vậy? Đi đâu? Trời ơi, Lung ơi, Lung. Lung ơi, chết rồi. Lung ơi, đâu rồi Lung ơi? Lung ơi, Lung ơi. Mình tỉnh bác. Đi, mình đi qua bến, mình coi sao vậy? Con cô Lung ở đâu? Ủa sao tôi bỏ đi đâu vậy trời? Dạ, con đi theo. Trời ơi, bắt con người ta chờ đợi mấy chục năm rồi bây giờ muốn cưới con người ta hả? Trời ơi, đâu có phải dễ ơi là dễ. Thiệt luôn á, cái quán của em á nó đã ế dữ lắm rồi mà ngày nào anh cũng vô cái mặt anh vậy, rồi sao buôn bán anh dễ vậy? Cô nói cho tôi biết đi, chị của cô đi đâu đi? Em đã nói là em không có biết, chị Hai lớn rồi, chị Hai muốn đi đâu chị Hai đi, với lại á để cho chị Hai đi một thời gian đi cho đầu óc chị Hai khuây khỏa chứ. Nhà có hai chị em mà cổ không nói cho cô biết, cổ nói cho ai? Trời ơi, đâu phải cứ là chị em là chuyện gì cũng phải nói cho nhau biết đâu anh. Đáng đời. Trời ơi, bởi ông bà mình có câu cưới vợ phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày vợ chạy mất tiêu. Ở đâu ra vậy? Tự nhiên hiện hình ra nhiều chuyện vậy. Ừ. Cô nói cho được tôi nghe đi.
Cô chỉ cho tôi cái địa chỉ khổ tới đi, để tôi tới tôi tìm khổ. Thiệt luôn, em khổ dễ sợ. Em đã nói là em không có biết. Mà anh quyết định chưa? Quyết tâm quyết liền chẳng quyết định luôn. Ồ, tốt quá. Như vậy thì cô giáo Lung cổ đi như vậy là thử thách ổng được rồi. Chứ mà để bây giờ ổng đang già hấp đó, mà thử thách nữa có ngày ổng dễ hấp lắm à. Hấp gì chị? Hấp hối đó. Trời, nói tầm bậy tầm bạ không hả? Nhưng mà tôi hỏi cô nè, bây giờ đó không biết bà Lung ở đâu đúng không? Đúng rồi, không biết. Thiệt không? Em nói thiệt. Vậy là nó nói thiệt rồi. Trời ơi. Sao mấy bữa nay con không qua quán cô Tiên cô chơi vậy? Dạ, tại con sợ qua làm phiền cô mà. Trời ơi, thì con qua con coi cô có cái gì cần rồi con phụ với cô một tay đi. Dạ, con qua cũng có cho con phụ lâu. Cô cũng dạy con việc này việc kia. Nhưng mà khi nào cô rảnh thì cô dạy con cái đã. Trời ơi, mới có bề lớn đó thôi mà nói chuyện cái miệng dẻo nheo luôn ha. Bà nội ơi, nếu thang điểm là 10 thì bà nội chấm cô Tiên Lan nhiêu điểm nội? Nếu con thì sao? Dạ, con 11 trên 10. Ủa? Sao 11 trên 10? Dạ, vì hơn cả số 1 là đỉnh của đỉnh nè. Thiệt là biết nói dễ sợ. Dạ, con chào bác. Con mới qua hả? Hai bà cháu nói gì mà vui vậy, con vừa bước vô con nghe gì mà đỉnh của đỉnh. Dạ, đâu có đâu. Con khen nước cô Lây làm và cơm cô Lây làm cho con ăn á là đỉnh cô đỉnh. Trời đất ơi, mới về lớn mà biết nịnh thấy sợ luôn vậy đó. Bác, con qua đây á, con muốn hỏi bác á, về chuyện của chị hai con á. Chuyện của chị hai con hả? Mọi chuyện là như vậy đó. Má thấy được lắm. Còn con thấy làm sao? Dạ, từ từ thư thả mẹ ơi. Trời đất ơi, từ từ thư thả rồi con dâu của má chạy mất là con chết với má đó nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Vậy là con phải tăng tốc quyết chiến quyết thắng mẹ ha. Quyết chiến quyết thắng. Vậy thắng lợi này ba phải thưởng cho con ở nhà.
Ngồi đi con. Dạ. Ông dễ. Ông đang nhớ về bà Lung hả ông? Sao con biết? Dạ, cả xóm là ai cũng nói vậy mà. Họ nói gì? Dạ, cả xóm này ai cũng biết ông giải thích bà Lung hết á. Trời, cái con nhỏ này. Ông dễ. Con có một bí mật này, con muốn kể cho ông nghe nè. Bí mật gì? Dạ, con đang biết chỗ của bà Lung đang ở đâu á. Ủa thiệt hả? Dạ thiệt. Vậy con chỉ ông đi, ông đi tìm cô Lung. Dạ, nhưng mà ông thực hiện một điều này thì con mới nói cho ông nghe. Điều gì? Dạ, con bây giờ con cũng chưa nghĩ ra nữa. Đến khi nào con nghĩ ra rồi, con nói cho ông nghe nha. Ờ, 10 điều ông cũng làm nữa, chứ đừng nói một điều. Nói đi. Ông hứa móc méo đóng dấu với câu trước đi ông. Rồi, móc méo luôn. Thiệt hả? Dạ thiệt. Trời ơi, ông cảm ơn cô nghe. Ủa, chị Mai. Ủa chú Dễ, chú đi đâu đây? Đi tìm vợ chị. Biết chỗ chưa? Biết rồi. Biết rồi hả? Ừ. Nè, đi thì dễ, nhưng mà rước về có bộ hơi khó nghe. Chuyện khó có dễ lo. Chào chị. Ủa sao kỳ vậy ta? Sao tự dưng ông này không biết được? Cái này hơi bị lạ nè. Cái này phải có người nói chứ không có nói làm sao biết cái chuyện người ta kính như bưng. Cái chuyện này. Trời đất ơi. Con tới hồi nào mà làm mà đâu hết hồn với vậy hả? Dạ, con mới đi chơi về. Mới đi chơi về? Dạ. Có phải con nói cái chuyện cho ông Dễ nghe phải không? Dạ, thì con nghe nội với bà Lung nói chuyện điện thoại với nhau á. Trời đất ơi trời, con nết nghe chuyện người lớn nói rồi đi nói vậy đó hả? Dạ, con xin lỗi. Tại con nghe nội với bà Lung nói chuyện lớn thì con nghe thôi mà. Nghe thì nghe chứ sao con lại nói cho ông Dễ ông nghe vậy? Dạ, thì ông Dễ phải đi tìm bà Lung về chứ nội. Để cô tiên lây cửa coi có thời gian đi hẹn hò với ba chứ. Ha, nhỏ này hay, tính toán hay ha. Dạ, mà mấy ngày này cô tiên lây cứ ở nhà, cứ ra ngóng vào trong, không chỉ đi gặp ba con. Vậy đến khi nào thì ba con mới cưới được cô Tiên Lai đây? Trời ơi, biết bao giờ ba con mới cưới được cô Lai đây? Ê, còn nhỏ sao tính toán ghê vậy ta? Con còn trao đổi điều kiện với ông Dễ nữa. Trao đổi điều kiện nữa? Dạ. Điều kiện gì? Dạ, thì ông Dễ cưới bà Lung, ba con cưới cô Tiên Lai. Sau này ba con làm em ông Dễ, lỡ như ông Dễ làm khó ba con thì sao? Wow, trời ơi, con nít mà nó tính toán còn hơn người lớn nữa đây nè. Đề phòng hả nội ơi. Hay quá han. Nhưng mà nhớ nha con, từ đây sắp tới không có được như vậy nữa nghe chưa? Dạ con biết rồi. Mà nội ơi, mình về ăn cơm đi nội. Chứ con suy nghĩ nhiều quá, con nói bụng rồi. Đúng rồi, tại mình nhiều chuyện quá cho nên mình phải đói bụng á không? Nội nè. Đi. Mai mốt không có vậy nữa đó nghe, là nội giận con đó nghe không? Dạ. Sống cuộc đời giờ hát tay lôi, chuyện cũ mãi vui, cứ đôi nhau xây ra không thôi. Sống cuộc đời giờ chiếm gió đông mà vẫn bao dòng, ôi ra mà xây ra chất chồng. La 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 la, bao nhiêu lâu mới vui bên nhau. La 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 la, bao nhiêu lâu mới thôi âu sầu.